quấn thôi chứ không có gì. Có mồng luôn em ơi, có mồng luôn, có mồng đỏ luôn. Rồi, có mồng đỏ luôn, con này kêu rồi. Quá im anh em ơi, mồng đỏ luôn, đỏ tươi luôn. Nghe thấy không? Có núng trống. Trời ơi, hải hùng. Lo mình đặt nữa đó. Quay em. Dỡ luôn con này lên nha. Con này dính hơi lâu rồi. Dưới này cái miệng sao xảy nổi. Có ba con lưỡi với cái giò nữa. Dính nhiều cái hết ham, có ăn cò không? Không có ưa nó mà nó dính hoài. Cục câu. Con cò. Dính cò đằng đó nó gì mà nó lú lú cái đầu lên đấy giờ. À con gì tàn. À cúm núm anh em ơi. Cúm núm chứ phải cò đâu. Đây kìa, miết miết rồi đắng ơi. À nó lú đầu lên. Để lại. Cúm núm chắc ăn. Còn con núm trống nó dính đi cho ngày học đất của mình, nó học này nó dính từ đó tới giờ, nó dính cái bằng tịch dữ lắm. Nó có học đất này bị nó hố, nó nằm ở đây quanh năm suốt tháng, lâu lâu mình mới vô thăm đất một lần, lâu lâu mới lội giống một lần chứ đâu có lội giống nhiều. Đừng thử nữa, nó chọn chỗ này là mẫu lý tưởng luôn. Khu này là mình ít có lội vô lắm, tới khi mà xịt hay là để phân rồi mình mới vào thôi, chứ thật sự là mình đứng ở ngoài nhìn nhìn vào lúa tốt xanh không cần phải lội vào để mình xem xét gì hết. Xanh đung nó dính khu vực này là nhiều, cái luồng câu này nó dính dữ lắm.
mình đi xuống dưới kia nó coi có không. Sáng ra nó dính chảy gì đó, có một sừng này nó dính chảy. Con này nó dính hồi lúc chắc lẽ là mặt trời vừa mới mọc. Dãy trong rách luôn, nó cái bụng rồi. Không có đèn dây cái cơ. Không tự tin. Đây, hôm nay là thành quả của mình, một con cũng nấm mồng. Dưới một con cũng nấm tơ, nấm cò. Rồi, thành quả của mình là nhiêu đây nè. Rồi, video đến đây cũng được tạm ngừng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Cảm ơn anh em đã xem video ủng hộ mình nha.